Xin chào tất cả những người yêu mến bồ câu gà Mỹ và theo dõi kênh Nông Dân Làm Giàu. Thì ngày hôm nay thì mình sẽ làm một series về chim bồ câu gà Mỹ cho mọi người xem nha. Ở trại Nông Dân Làm Giàu của mình ấy, thì bồ câu gà Mỹ thì có những cái loại mà màu được nhiều người ưa thích nhất, đó là bồ câu gà Mỹ màu nâu đỏ như mọi người thấy trên màn hình này, bồ câu gà Mỹ màu vàng rơm này, và bồ câu gà Mỹ màu trắng này. Thì đối với kênh Nông Dân Làm Giàu của mình, hàng tháng thì mình cung cấp ra thị trường bồ câu gà Mỹ này chắc thuộc dạng top luôn đó. Thì mình nhận thấy rằng bồ câu gà Mỹ này nuôi ở mọi vùng miền Việt Nam đều tốt, ở thành thị nuôi cũng ok luôn. Và mình thấy rằng trong năm 2024 thì mọi người ở thành phố Hồ Chí Minh nuôi rất là nhiều bồ câu gà Mỹ và tìm đến mình để hỏi kỹ thuật nuôi chim bồ câu gà Mỹ. Thì ngày hôm nay thì mình sẽ làm clip cũng như để review cho mọi người xem bồ câu gà Mỹ ở kênh Nông Dân Làm Giàu của mình to, đẹp và khỏe như thế nào. Thì như mọi người thấy, những cặp bồ câu gà Mỹ ở trại mình là dáng nó chuẩn nhá, và màu lông là không bị lộn xộn, chứng tỏ đây là bồ câu gà Mỹ rặc nha mọi người nhé. Ở trại mình thì chỉ chơi bồ câu rặc thôi. Thì bây giờ mình sẽ điểm qua một tí về cái cách nuôi chim bồ câu gà Mỹ cho mọi người xem luôn. Đó là bồ câu gà Mỹ khi mà mình nuôi á, mọi người phải để ý rằng cái chuồng của bồ câu gà Mỹ nó phải rộng thì nó nuôi con mới tốt, tại vì cái trọng lượng của bồ câu gà Mỹ nó rất là to. Khi mà mình nuôi cái thời gian nó lâu năm á, thì trọng lượng một con của nó là khoảng 1 kg nha. Thì hai con thì nó rơi vào tầm khoảng là 2 kg nha mọi người. Thì ở trong cái độ tuổi nó mới đẻ được vài lứa thì trọng lượng một con của nó tầm khoảng 8 lạng nha mọi người. Thì chim bồ câu gà Mỹ á, thức ăn của nó ở trại mình á, thì mình cũng nói luôn cho mọi người xem, đó là cám của gà đẻ trộn với bắp nha mọi người nhé. Mọi người tuyệt đối không cho ăn những cái thứ gọi là linh tinh, giống như là lúa hay là những cái thức ăn khác, thì thành ra con chim bồ câu nó khó tiêu. Và rất nhiều người cũng nhắn tin hỏi mình rằng bồ câu gà Mỹ này nó ấp con và ấp trứng và nuôi con có tốt không. Thì bây giờ mình chia sẻ mọi người thật lòng 100% luôn, đó là bồ câu gà Mỹ ở trại mình như mọi người thấy á, thì nó ấp con bình thường, khoảng 17 ngày là quả trứng nó sẽ nở nha. Đối với tất cả các dòng chim bồ câu, 17 ngày là hầu như là trứng nó sẽ nở. Thì còn nuôi con cực tốt. Như mọi người thấy này, ở trại mình nhé, chim bồ câu con rất là nhiều. Và có những cái cặp á, mình cho nuôi 2, nuôi 3, thậm chí là nuôi 4 luôn, nó đều nuôi bình thường. Nhưng mà nhiều người thì lại nói rằng chim bồ câu gà Mỹ nuôi con không tốt. Thì khi mà mình hỏi lại thì mình mới hú hồn nhận ra cái lồng mọi người nuôi rất là bé nha. Khi mà cái lồng mọi người nuôi bé mà cái rổ đẻ nó quá bé nữa, thì thành ra là chim bồ câu gà Mỹ trọng lượng nó to như thế này mọi người này, thì nó ở trong cái rổ đẻ nó đâu có phù hợp với nó đâu, thì thành ra là mọi người nuôi nó không tốt và không đạt, nó là như vậy. Còn đối với khi gặp mình tư vấn thì từ những gà gặp cặp chim bồ câu gà Mỹ có thể nói là nuôi con không tốt, mà qua mình tư vấn ấy, thì nuôi con cực kỳ tốt sau này. Đây mọi người thấy này, đang nuôi con đấy, có những cặp nuôi con đang nuôi con mà hơn chục ngày sau đã đẻ lại. Đấy, chim bồ câu gà Mỹ mọi người nuôi nó phải chuẩn như thế này nhá. Và những cái cặp ở trại mình nhá, là để mà chắc ăn nhất khi mà chuyển đi cho khách á, vì khách nuôi thành công thì trại mình rất là vui lòng. Thì thành ra là khi mà ship chim bồ câu á, mình cũng ship những cái cặp nó đang đẻ nha mọi người này, đang đẻ về nhà cho khách nó mới chuẩn. Đấy, nhìn tận nơi tận mắt nha mọi người nhá. Đây là bồ câu gà Mỹ màu nâu đỏ. Màu nâu đỏ là cái màu cực kỳ được ưa chuộng hiện nay luôn. Nhiều người đến trại mình rất là thích. Và có những người đến trại mình còn tưởng đây, nhầm tưởng đây là con gà mà. Khi mà mọi người nuôi, đặc biệt là những vùng thôn quê mà mọi người thả ra, thì nó sẽ y như gà luôn mọi người nhá. Nó sẽ y như gà luôn á. Nó ăn, nó có thể bới ở ngoài vườn cùng với gà để nó tìm những cái con vật nó ăn ở ngoài để bổ sung cái sức đề kháng cho nó. Tuy nhiên nếu như mà mọi người nuôi nhốt cũng cực kỳ tốt. Và cái loại này á,
nó bay cũng đều rất là cao nhé. Nếu mà mọi người thả ra là nếu mà chưa nuôi quen ở nhà nó bay mất là chuyện bình thường nhé. Nên là thành ra mọi người nuôi chim bồ câu á, thì mọi người cũng phải hiểu rằng chim bồ câu là nó bay cực kỳ cao, bay xa và thậm chí là bay mất luôn, nên mọi người lưu ý nhé. Còn đây là bồ câu gà Mỹ màu trắng. Ủ loại này ở trại mình hiện nay cũng đang rất là hút khách mua này. Nó cho ăn con ăn như thế này còn đòi gì nữa. Đấy mọi người thấy không? Nuôi cực kỳ chuẩn và con của nó tầm khoảng 25 ngày thôi là khoảng 7 lạng là chuyện bình thường mọi người nhé. Chim gà, bồ câu gà Mỹ con á tầm khoảng 20 đến 25 ngày mà cái chuyện 6 7 lạng là chuyện bình thường. Thì đối với chim bồ câu gà Mỹ khi mà nó càng lớn lên thì cái trọng lượng của nó sẽ nhỏ lại, nó sẽ tinh gọn lại và từ đó nó sẽ nuôi cơ và nuôi nuôi lông của nó nhiều hơn và sau đó thì nó bắt đầu vào đẻ thì lúc đó trọng lượng của nó sẽ tăng lên lại. Đấy, bồ câu gà Mỹ là một trong những cái hàng thượng phẩm, đặc biệt là bồ câu ra ràng của bồ câu gà Mỹ thì nó là siêu đỉnh rồi. Còn bồ câu gà Mỹ mà đẹp như thế này mọi người có thể tặng biếu sếp này, biếu đồng nghiệp, biếu hàng xóm, đặc biệt là những cái người phụ nữ mà đang có em bé mà ăn chim bồ câu này là cực tốt nha mọi người. Những cái người ốm yếu thì nên ở nhà có một vài cặp chim bồ câu gà Mỹ thì quanh năm mọi người có chim bồ câu ra ràng để thưởng thức luôn nha. Đây cái cặp mà này thì nó độ tuổi nó nhỏ hơn cặp kia nhưng mà mọi người thấy cái bộ khung nó đẹp không? Nuôi chim bồ câu gà Mỹ thì nó phải đỉnh như thế này nha mọi người. Chim bồ câu gà Mỹ thì mình nuôi thì nó phù hợp với thứ nhất là những anh em nào mà thích phong thủy. Cái thứ hai những cái gia đình nào mà diện tích mà chuồng nhỏ, diện tích đất ít thì mình nuôi lấy tầm khoảng 5 đến chục cặp bồ câu gà Mỹ. Thì quanh năm suốt tháng mình có bồ câu ra ràng và khách đến chơi thì cũng có một cái cảnh rất là bắt mắt chim bồ câu gà Mỹ. Thì chim bồ câu gà Mỹ tầm khoảng 4 đến 5 tháng tuổi thì nó sẽ đẻ những cái lứa đầu tiên nha. Thì bồ câu gà Mỹ ở trại mình thì màu trắng này mọi người thấy không, cực kỳ đẹp. Đấy, nếu như mà một bồ câu gà Mỹ mà mọi người nhốt ở trong cái lồng nhỏ thì mọi người cũng biết cái nó đánh nhau dữ dội thế nào rồi. Ở trại của mình những có những cái chuồng lớn mà chim bồ câu gà Mỹ đôi khi nó còn quạt nhau như thế này mà. Và bồ câu gà Mỹ ấy, thì nuôi tốt nhất ấy, thì mọi người cách đất khoảng 1 mét nhé. Ở trại mình ấy, thì kê lồng rất là cao và chuồng của nó nếu mà thích hợp nhất là ngang 50, dài khoảng 1 mét. Đây mọi người thấy không, ở trại mình thì bồ câu gà Mỹ rất là nhiều và hầu như ở trại mình chỉ nuôi những cái màu nào mà nó phù hợp nhất đối với cái thị hiếu của người nuôi cũng như là cái sở thích của mọi người thì mình nhân giống cho nó rất là nhiều. Và cái dòng chim bồ câu gà Mỹ màu nâu đỏ này là số 1 luôn đó mọi người. Nuôi phong thủy ở nhà thì mình phân tích một tí là tại sao chim bồ câu gà Mỹ này mình lại hay nói nó là nuôi phong thủy. Thứ nhất là cái màu lông của nó, mọi người thấy là cái màu lông là màu nâu đỏ. Khi mà nó già rồi thì ở cái cổ của nó đổ cườm rất là đẹp và óng ánh. Và người ta thường nói rằng là bồ câu gà Mỹ này nó mang lại một cái sự thịnh vượng đó mọi người. Nên là mọi người để ý là mọi người đến nhà một số người hoặc đến một số những công ty ấy, họ thường thả bồ câu gà Mỹ hay là nuôi bồ câu gà Mỹ ở trong một cái chuồng lớn lớn á thì nó sẽ mang lại cái phong thủy cho cái gia chủ á. Thì thành ra là bồ câu gà Mỹ này rất được ưa chuộng nha. Ở thành phố Hồ Chí Minh thì mình cung cấp chim bồ câu gà Mỹ rất là nhiều và trại chính của mình hôm nay mình thông báo cho mọi người luôn là trại chính của mình hiện tại là Đắk Lắk nha. Còn ở thành phố Hồ Chí Minh mình là cũng là trại ok luôn. Ở đây thì mình nuôi rất nhiều chim để cung cấp cho mọi người, đa số ở thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Tây. Thì bồ câu gà Mỹ bà con cần bao nhiêu mình cũng cung cấp đủ luôn. Thì bồ câu gà Mỹ thì cái trọng lượng của nó lớn
nên là cái giá trị kinh tế của nó rất cao. Đây là một trong những cái dòng bồ câu gà, bồ câu mà to nhất trong cái dòng chim bồ câu nha mọi người. Mọi người phải lưu ý rằng nó là to nhất. Về cái độ đẹp thì mình không phải bàn cãi rồi. Nhìn video mình chắc chắn là 99% mọi người nhìn vào bồ câu gà Mỹ, biết đến bồ câu gà Mỹ thì đều rất là mê những cái cặp này. Và chim bồ câu gà Mỹ nếu như mà mọi người mà biết cách nuôi thì nó nhân đàn nhanh lắm, một tháng nó đẻ trung bình khoảng 2 lứa mọi người, khoảng 2 lứa, đến có những cặp nó đẻ 3 lứa luôn nha. Thì là trong một thời gian ngắn thì mình có chim bồ câu con rất là nhiều. Đây là khi mà bà con đặt hàng á, thì trại mình sẽ đóng vào những cái lồng như thế này, mình vận chuyển đi cho khách. Theo kinh nghiệm của mình á, thì cũng như là mình chuyển chim cho khách thì mình thấy rằng là mọi người mà nuôi chim bồ câu gà Mỹ mà muốn vừa nuôi chơi mà vừa nhân giống á, thì mọi người cũng phải thứ nhất là lựa đa sắc màu một tí cho nó đẹp. Cái thứ hai là cái số lượng cặp nó cũng phải ok, tại vì khi mà mọi người nhân đàn ra thì mình mới có thể trộn lẫn những cái cặp khác bố mẹ để mình làm giống. Chứ nếu mà mình nhân giống đúng anh em trong cùng bố mẹ thì chim nó lớn lên nó ra sau này rất là nhỏ và nó không được đẹp. Thành ra là người ta hay gọi là bị trùng huyết đấy. Nên là mọi người muốn nhân giống chim bồ câu thì mọi người cũng phải tìm hiểu kỹ về cái dòng bồ câu này, hoặc là cứ nhắn tin đến kênh Nông Dân Làm Giàu của mình, tất cả các hạ tầng đều Nông Dân Làm Giàu thì mình sẽ tư vấn cho mọi người nhé. Đây này cũng là một cái ca mình đóng gói để ship chim bồ câu gà Mỹ, và thời gian qua thì rất là mừng luôn mọi người. Có một cái anh ở bên Lào, anh ấy nhắn tin đến cho mình khá là bất ngờ khi mà anh ấy nói là muốn mua chim bồ câu gà Mỹ của trại Nông Dân Làm Giàu của mình để tặng cho lãnh đạo ở bên Lào á. Thì anh ấy có mua khoảng gần 20 cặp chim bồ câu á, thì mình đóng gói rất là kỹ mà mình nghe tặng mà cho sếp các thứ lãnh đạo thứ là mình thích lắm, nên mình lựa chọn những cặp cực kỳ đẹp cho khách. Đây mọi người thấy này, bồ câu rất to nha, nên là ở hầu như ở Việt Nam mình mọi người cứ tìm hiểu đi, nhưng mà cái kênh về chim bồ câu á, thì cái kênh Nông Dân Làm Giàu của mình hầu như là về hình ảnh, về chất lượng cũng như là về những cái chia sẻ kinh nghiệm ở trên kênh thì hầu như là mọi người cũng đều rất là khen và thích đến cái kênh của mình và thích những cái sự chia sẻ kinh nghiệm của mình cũng như là nhìn thấy chim ở kênh của mình thì đã lắm. Và mình hay mua hay quay video cho mọi người xem để mọi người thấy rằng là nuôi chim bồ câu á, thì nó nếu như mà mình biết cách nuôi á, thì chim bồ câu lớn nhanh lắm và nó phải đẹp mã như thế này. Ở kênh của mình rất ít khi chụp hình nhá, tại vì chụp hình ấy, nhiều khi anh em phóng to lại thì nó sẽ là to, người chụp xa thì nó sẽ là nhỏ, còn video á, thì chắc chắn với mọi người luôn là mọi người là nhìn biết và chắc chắn là sẽ có kinh nghiệm để lựa chim bồ câu gà Mỹ. Thì khi mà mình đăng video thì mình cũng muốn rằng những anh em nào mà muốn tìm hiểu về cái dòng bồ câu gà Mỹ này thì mọi người xem video thì mọi người cũng có những cái thông tin bước đầu về chim bồ câu gà Mỹ nó như thế nào, cho ăn ra sao, cũng như là cái cách nuôi, cái lồng liếc nuôi làm sao. Và đặc biệt ở trại mình nhé, như mọi người thấy là khi mà ship chim cho khách là phải đánh dấu nha, phải đánh dấu để mọi người khi mà về nhà thì mọi người tìm đúng cái cặp bồ câu đó mình bắt ra nuôi thì nó mới đạt hiệu quả cao. Vì ở trại mình khi mà nuôi thì nó đã sẵn cặp đấy, nên khi mà ship cho khách mình cũng đánh dấu chim bồ câu để về nhà khách bắt đúng cái cặp đấy ra là nó đã quen nhau rồi, như là vợ chồng mà mình đang nuôi ở một cái lồng mà mình bắt đi ra chỗ khác thì cũng phải đúng lại cặp vợ chồng đấy chứ, thì khi mà về nhà khách thì nó đâu có bỡ ngỡ nữa, thì thành ra là nó sẽ sinh sản liền cho những cái gia chủ. Và khi mà chim bồ câu về nhà khách nó đẻ liền thì mình cảm thấy rất là mừng và mình cảm thấy vui cho khách, tại vì người ta cũng bỏ chi phí ra khá là nhiều ấy nha. Chim bồ câu Mỹ là giá giá của nó đắt lắm mọi người ạ, nên là
được chim bồ câu con liền và đẻ trứng và nở ra những cái lứa đầu tiên thì quá là vui luôn. Ở trại mình thì đánh dấu theo kiểu như là cùng một màu mực ở một vị trí, đó là một cặp. Ví dụ như là ở mỏ của nó mình đánh dấu màu xanh ấy, thì mọi người cứ bắt hai cái con mà ở mỏ cùng màu xanh đó là một cặp. Ví dụ như là ở trán của nó màu đỏ, hai con này ví dụ là một cặp mọi người này. Thì thành ra là rất là dễ. Chứ mình thấy tìm hiểu một số những cái nơi giao chim cho khách xong mà không có đánh dấu gì cả, và khách về cũng chưa biết con chim bồ câu bao giờ, thì thành ra là cũng chẳng biết con nào trống, con nào mái. Về nuôi một thời gian cả năm không thấy đẻ, hoặc là cả năm đẻ cứ 4-5 trứng và không bao giờ có cồ. Lúc đó mới biết rằng mình nuôi hai con mái hoặc là hai con trống thì nó rất là dở. Còn ở trại mình thì kỹ lắm, và mình cũng tương tác thường xuyên với khách. Ngoài chim bồ câu gà Mỹ thì ở trại mình có dòng bồ câu Titan siêu thịt của Thái nữa mọi người ạ. Thì cái dòng này là đa số là một người làm trại lớn, nuôi số lượng lớn khoảng vài trăm đến cả ngàn ấy. Thì nuôi kinh tế thì nuôi cái dòng đó, còn nuôi với cái mô hình nuôi chơi chơi phong thủy hoặc là phục vụ ăn uống gia đình thì chim bồ câu gà Mỹ là nhất rồi, là số 1 luôn nha. Không một dòng chim bồ câu nào có thể cạnh tranh được với dòng chim bồ câu gà Mỹ đâu mọi người. Thứ nhất là to con, cái thứ hai là đẻ nuôi con ok, cái thứ ba là nuôi phong thủy, cái thứ năm là giá trị dinh dưỡng của bồ câu gà Mỹ dạng tóc luôn nha mọi người, nên là nó có rất nhiều những cái lợi. Mọi người cứ thử nuôi khoảng ở trong nhà 10 cặp đi, rồi trung bình một tháng nó đẻ khoảng 2 lứa đi, mọi người cứ nhân lên một năm đẻ được bao nhiêu con cho mọi người xem. Và tặng sếp, biếu sếp những anh em nào mà biết sếp mà thích chơi nuôi những cái dòng chim bồ câu kiểng, tặng cho sếp khoảng vài cặp này coi, đảm bảo là sếp sẽ rất là quý mến mình. Như là tại vì cái dòng chim bồ câu gà Mỹ này nó mang lại cái phong thủy và cái sự thịnh vượng mà. Hoặc là nuôi thả ở gà, nó sẽ đi ăn chung với gà luôn, không có vấn đề gì cả. Nhưng mà với một điều kiện, mình phải thả nó ở nhà mình quen tầm khoảng 1 tháng nha, rồi mình hãy thả nó ra ngoài. Chứ mình mà thả nó ra ngoài ngay sau khi mình mua từ trại mình về là đảm bảo mọi người luôn, nó sẽ là bồ câu của nhà hàng xóm. Và hàng xóm nào thì không biết, tại vì nó bay lạc sang nhà hàng xóm đâu có nhớ đường về đâu. Nên là mọi người phải lưu ý nha, nuôi chim bồ câu dòng nào cũng vậy, mình phải nuôi quen ở nhà mình thì mình hãy thả đi thì nó mới bay đi bay về nhá. Còn nhiều người cũng hỏi mình là bồ câu này nó có bay cao không anh? Nói thật mọi người luôn là nó bay mất luôn, bay vút luôn. Mình cũng từng bị sổng rất là nhiều nữa mình biết. Nhiều khi mình đóng bắt chim bồ câu ra, mình đóng vào thùng mình gửi cho khách á, thì mình cầm không chắc, thế là nó bay. Đó là chuyện bình thường, bay đương nhiên là nó sẽ bay về thôi, thì vì nó quen ở trại mà. Nhưng mà đối với những người lạ mới bắt chim bồ câu về thì nó bay mất là chuyện bình thường, nên mọi người phải cẩn thận nhé. Dòng chim bồ câu gà Mỹ thì nói tóm gọn lại thì nó có những cái cách nuôi và những cái kỹ thuật như thế, nên là mọi người nếu mà am hiểu nó và xem kỹ các video của mình thì nuôi chim